Chào tất cả các bạn đến với Lối Sống Miền Tây nha. Hôm nay mình cùng xem chiếc máy múc đất này nó di chuyển trên sông nha các bạn. Đây là chiếc phà chở nó nè các bạn ơi, chở đi đục nước luôn. Nó đi cũng rất là lẹ ha các bạn. Cặp này cặp nhỏ mà thấy cũng nhiều đất quá ha. Quay nguyên chiếc phà luôn. Quay lại rất là lẹ luôn á. Chui qua dây điện các bạn. Rồi lại chui qua cổng dây điện nữa. Dướng cổng dây điện rồi các bạn ơi. Những cổng dây điện này qua rồi đó, qua rồi. Mới dướng cổng dây điện đó các bạn. Thank you.
này nó kéo đi rất là lẹ luôn á. Có cái cần phụ của nó, cái cần này ngắn nè các bạn, nó phải nối cái cần dài đó vô để múc cho sâu đặng cho tới đất đất được nhiều các bạn. Chứ cái cần ở trên để trên chiếc phà đó là rất là nhỏ à. Gắn cái cần đấu cái cần dài này vô cái cần cần mỏ lim kềm nha các bạn. Chào đi rất là lẹ luôn. Nó đi nước đục cả một con kênh luôn nè các bạn. Cái phà này chở chiếc máy xúc đất này bự hơn chiếc phà rất nhiều luôn á. Đi rất lẹ, tàu này lên sình hết luôn. Rồi ông mặt à. Chiếc ghe trước đậu quay ngang luôn rồi. Giờ còn nữa hả? Đó còn có ông nữa hả? Bên bụi cây bên đó có ổ ông mặt đó nghe các bạn. Bác Tài mới nói ổ ông mặt bên bụi cây đó, giờ đi nhẹ nhẹ không dám đụng với nó. Có bụi cây đó các bạn. Nghe đó.
này vượt qua lục bình luôn rồi các bạn ơi.